Cô chào các bạn. Tiết học hôm nay cô có một câu đố. Cô đố các bạn, thành phố bạn đang sống có tên là gì? Hàng ngày mọi người trong thành phố phải đi nhiều nơi. Ví dụ như các con thì phải đến trường học, bố mẹ thì phải đến cơ quan, xí nghiệp, công trường, nhà máy để làm việc. Thế những nơi mình đang đến có tên gọi là cơ quan gì? Vì sao phải đến những nơi đó và có ích lợi gì giúp cho con người dân trong thành phố của chúng ta? Vậy để hiểu được điều đó, cô và các con cùng tìm hiểu bài tự nhiên xã hội hôm nay. Đó là bài tỉnh, thành phố nơi bạn đang sống. Ở tiết học hôm nay, sau khi các bạn học xong thì các bạn sẽ kể được tên một số cơ quan hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế ở nơi mình sinh sống. Các bạn hiểu được chức năng, lợi ích của một số cơ quan hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế của thành phố mình ở. Và các bạn sẽ có ý thức gắn bó, yêu quê hương đất nước, thành phố nơi mình sinh sống hơn. Hiểu được điều đó, các bạn và cô cùng bắt đầu giờ học nhé. À, các bạn thấy trong tranh tranh chụp hình phố xá, hay còn gọi là thành phố, hay còn gọi là tỉnh. Các bạn thấy phố xá tấp nập, nhà cửa san sát và có nhiều cơ quan chúng ta cần phải đến trong thành phố. Như vậy, thế nào thì gọi là thành phố, thế nào gọi là tỉnh? Để hiểu được thành phố và tỉnh, cô và các bạn cùng so sánh hai tranh. Tranh 1 và tranh 2 để hiểu được sự khác biệt đó. Mời các bạn quan sát và cho cô biết sự khác biệt giữa hai tranh. À, các bạn dễ dàng nhận ra phải không nào? Ở hình 1, các bạn thấy nhà cửa của trong tranh cũng san sát với nhau, nhưng nhà thì là nhà lợp ngói, rất đơn sơ giản dị. Người di chuyển trên sông thì đi bằng những tàu thuyền rất đơn giản, không có kiên cố, rất là nguy hiểm đến tính mạng, phải không nào? Thế hình ảnh đó các bạn sẽ thấy ở đâu? Các bạn thường thấy ở đâu? Các bạn thường thấy hình thứ nhất là phố ở nông thôn, ở quê hay còn gọi là tỉnh. Ở hình 2, các bạn thấy có gì khác biệt? Nhà cửa thì san sát với nhau, nhưng mà các bạn thấy là gì? Có nhiều nhà, tòa nhà cao tầng rất là đồ sộ, lộng lẫy, phải không? Trên sông thì người ta đi những tàu thuyền rất là lớn và kiên cố, có nhiều trang bị đồ bảo hộ cho nên không nguy hiểm đến tính mạng. Thế các bạn thấy hình 2 thường thấy ở đâu? À, ta thấy ở những thành phố đô thị rất là hiện đại, phải không nào? Như vậy, cô gọi phố ở thành thị, đô thị thì cô gọi là thành phố. Như vậy các bạn nhớ cho cô là phố ở nông thôn, ở quê thì ta gọi là tỉnh. Phố ở thành thị, những đô thị hiện đại thì ta gọi là thành phố. Ví dụ như là thành phố mình đang sống, cô gọi là thành phố Hồ Chí Minh. Còn những nơi bạn các bạn về quê thăm ông bà như là tỉnh, phố ở tỉnh như là tỉnh Bến Tre, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Tây Ninh, vân vân, rất là nhiều ha. Rồi, để hiểu bài hôm nay, tỉnh và thành phố nơi mình đang sống có những cơ quan chức năng nào? Cô và các bạn cùng vào hoạt động đầu tiên. Hoạt động 1, chúng ta làm việc với sách giáo khoa. Các bạn sẽ quan sát sách giáo khoa tự nhiên xã hội trang 52 và 53.
Các bạn hãy chỉ và nói cho cô những gì bạn đã nhìn thấy ở trong hình. Các bạn quan sát và cho cô biết những nơi nào người dân thành phố thường hay đến trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Mời các bạn quan sát. À, không đợi lâu phải không nào? Các bạn nhận ra được những nơi người dân thành phố thường hay đến. Đó là gì? Đầu tiên, đó là bệnh viện, công an tỉnh, sở giáo dục đào tạo, bưu điện, đài truyền hình, ủy ban nhân dân tỉnh, trường trung học phổ thông, siêu thị. Mời các bạn quan sát còn gì nữa không? À, trong tranh chỉ có những cái cơ quan chức năng đó phải không nào? Cô nhắc lại. Các bạn quan sát lại và chúng ta xác định rõ lại. Đầu tiên đó là Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiếp theo, công an tỉnh. Thứ ba, đài truyền hình tỉnh. Thứ tư, bệnh viện. Thứ năm, bưu điện. Thứ sáu, sở giáo dục và đào tạo. Thứ bảy, trường học. Và thứ tám là siêu thị. Các bạn đã rõ trong tranh vẽ những cơ quan chức năng mà hàng ngày nhân dân thành phố thường đến vì cuộc sống sinh hoạt cần phải đến những nơi đó để học tập, vui chơi và sinh hoạt hay là mua sắm những gì cần thiết trong cuộc sống phải không nào? Thế các bạn đã hiểu được tên của những cơ quan chức năng mình sẽ đến trong cuộc sống hàng ngày. Thế bây giờ những cơ quan chức năng đó có nhiệm vụ gì và giúp ích gì cho cuộc sống của mình, của người dân thành phố hàng ngày? Và các bạn cùng vào hoạt động 2, tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong tỉnh, thành phố nơi em sinh sống. Cô có cột thứ nhất là tên của các cơ quan chức năng mình đã vừa tìm hiểu trong tranh. Cột thứ hai đó là nêu chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan đó. Cô mời các bạn đọc thông tin và nối lại với lại tên gọi của các cơ quan chức năng để mình hiểu được các cơ quan chức năng mình tìm hiểu có nhiệm vụ gì, giúp ích gì cho người dân thành phố nhé. Mời các bạn đọc và các bạn bắt đầu tìm hiểu nối lại cho cô. Các bạn đã có ý và đã nối được chưa nào? Các bạn cùng với cô so sánh đáp án của bài học nhé. Đầu tiên ta có trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh hay gọi thành phố có nhiệm vụ điều khiển mọi hoạt động của một tỉnh, thành phố. Còn bệnh viện à có nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân. Ở siêu thị giúp cho người dân trao đổi mua bán hàng hóa khi cần thiết. Ở trường học à là nơi chúng ta học tập của học sinh hay là của những anh chị sinh viên. Ở bưu điện giúp chúng ta trao đổi thông tin liên lạc. Ở đài truyền hình giúp chúng ta truyền phát thông tin, giúp chúng ta hiểu biết những thông tin cần thiết của thành phố. Ở công an tỉnh à có nhiệm vụ đảm bảo duy trì trật tự an ninh của thành phố. Và cuối cùng, sở giáo dục đào tạo à có nhiệm vụ điều khiển mọi hoạt động về giáo dục của thành phố. Mời các bạn quan sát và nhớ lại
đọc kỹ lại nội dung để mình nhớ chức năng và nhiệm vụ của từng cơ quan chức năng trong thành phố. Cô đọc lại cho các bạn nhé. Trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố có nhiệm vụ điều khiển mọi hoạt động của một tỉnh, thành phố. Bệnh viện có nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân. Siêu thị có nhiệm vụ trao đổi mua bán hàng hóa. Ở trường học có nhiệm vụ là nơi chúng ta học tập, vui chơi của các học sinh hay là của những anh chị sinh viên. Bưu điện có nhiệm vụ trao đổi thông tin liên lạc. Đài truyền hình có nhiệm vụ truyền phát những thông tin cho người dân thành phố. Công an tỉnh đảm bảo duy trì trật tự an ninh của thành phố. Và cuối cùng, Sở Giáo dục Đào tạo có nhiệm vụ điều khiển mọi hoạt động nền giáo dục. Các bạn đã hiểu được chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong thành phố rồi. Bây giờ chúng ta sẽ các bạn nhớ cho cô, bài học này chúng ta có một ghi nhớ là gì? Ở mỗi tỉnh, thành phố đều có các cơ quan hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế để điều hành mọi công việc phục vụ đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của nhân dân. Các bạn đã hiểu được các nội dung rồi. Bây giờ cô và các bạn cùng có một trò chơi ai nhanh và ai đúng. Qua trò chơi này, các bạn sẽ phân loại và cho cô để biết được những cơ quan chức năng đó thuộc cơ quan hành chính nào. Ví dụ, ở trường học thì nói về giáo dục, ở bệnh viện thì ta nói về cơ quan y tế. Thế còn cơ quan văn hóa và cơ quan hành chánh thì là những cơ quan chức năng nào? Cô mời các bạn suy nghĩ và đưa vào bảng để mình phân loại ra các cơ quan ở trong thành phố mình học, vừa đang học nhé. Rồi các bạn suy nghĩ. Cô xem các bạn nào nhanh và các bạn nào đúng nhất nha. Các bạn đã có đáp án chưa? Cô và các bạn cùng đáp án của bài học nhé. Đố các bạn, cơ quan hành chính thì gồm có những cơ quan nào? Đó chính là Ủy ban Nhân dân tỉnh hay là Công an tỉnh. Cơ quan văn hóa thì gồm có gì? Đó chính là đài truyền hình, bưu điện. Cơ quan y tế thì gồm có gì? Đó chính là bệnh viện. Cơ quan giáo dục đó chính là cơ quan trường học hay là sở giáo dục và đào tạo. Thấy con thấy sở giáo dục đào tạo có chức năng là điều khiển mọi hoạt động về giáo dục, ví dụ như là chỉ đạo các hoạt động của các trường học ở trong thành phố ha. Ở bệnh viện thì cơ quan y tế sẽ chỉ đạo mọi hoạt động của các bệnh viện trong thành phố. Cơ quan văn hóa thì sẽ chỉ đạo đài truyền hình và bưu điện, những cái trung tâm văn hóa nữa để truyền phát thông tin cho người dân thành phố hiểu biết hoặc là giải trí, những trò chơi giải trí ở trên đài truyền hình hoặc con xem những cái bộ phim thiếu nhi, phim hoạt hình phải không nào, là do đài truyền hình. Hoặc là bưu điện thì phát những thông tin, những cái thư từ hoặc là những gói quà mà người từ thành phố gửi về cho quê hoặc là từ quê gửi về thành phố cho mình. Cái cơ quan hành chánh đó là trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh và Công an tỉnh có nhiệm vụ làm gì?
điều động mọi hoạt động của thành phố. Ví dụ như con thấy vừa rồi, đó là dịch bệnh, phải không nào? Dịch COVID ở thành phố mình rất là cao, và Ủy ban Nhân dân thành phố đã ra chỉ thị 16 để làm gì? Giảm bớt cái sự đi lại của người dân trong thành phố, để giảm bớt cái sự lây lan của bệnh COVID. Mà nhờ như vậy mà ta đã ngăn chặn bớt được cái dịch bệnh. Bây giờ ta vẫn còn, nhưng mà cái số lượng người bệnh thì giảm đi. Công an tỉnh thì giúp cho sự yên bình của người dân không phải mất mát vì trộm cắp ha. Con đã hiểu được các cơ quan trong thành phố rồi. Bây giờ ta sẽ quan sát cho cô những tranh của thành phố mình đang ở nha. Đó chính là thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên, tranh thứ nhất đó là Ủy ban Nhân dân. Con thấy Ủy ban Nhân dân thành phố thì thường phải có những cái phường nhỏ để làm gì? Ủy ban Nhân dân phường để liên lạc với lại Ủy ban Nhân dân thành phố để chỉ đạo. Chứ mình thì nếu mà mình ấy thì mình đi xa quá thì tốn kém, phải không nào? Mà mất thời gian, cho nên mình sẽ lên Ủy ban phường mình liên hệ. Ví dụ như bố mẹ con cần xác nhận giấy tờ cho con đi học, hoặc là cần xác nhận giấy tờ cho bố mẹ đi làm, hoặc là xác nhận tên của em bé mới sinh, thì bố mẹ sẽ xác nhận những cái giấy đó Ủy ban Nhân dân phường. Tiếp tục là hình ảnh trường học. Có cần hãy đến trường tiểu học hoặc là những trường khác như anh chị lớn gọi là trường trung học. Tiếp tục là khu vui chơi, như là khu vui chơi là Suối Tiên, tôi gọi là cơ quan văn hóa, mình được vui chơi giải trí. Thế con cần đi chợ thì ba mẹ sẽ vào chợ hoặc là vào siêu thị, gọi là cơ quan văn hóa. Các bạn đã thấy những hình ảnh của thành phố mình quen thuộc không nào? Các bạn thấy trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố. Đây là một công trình văn hóa đã lâu đời. Khi mà Ủy ban Nhân dân thành phố làm việc thì người ta đến đây để người ta chỉ đạo mọi hoạt động của các quận phân về cho Ủy ban phường để hoạt động thống nhất mọi công việc của thành phố được trôi chảy và được thuận lợi. Tiếp theo là bưu điện trung tâm thành phố. Con thấy đây cũng là một di tích văn hóa rất là lâu đời nằm ở thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Khi chúng ta đi Sài Gòn thì chúng ta cũng có thể tham quan cảnh đẹp này. Ta có thể gửi những bưu điện ở trong quận của mình, chứ không phải nhất thiết phải đi xa đến bưu điện thành phố để tốn kém thời gian và tốn kém tiền của xe cộ đi lại, phải không nào con? Đó là Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Sở Giáo dục Đào tạo có nhiệm vụ là thống nhất và chỉ đạo các hoạt động giáo dục của thành phố. Với những thi đua, phong trào học tập gì của các trường thì do Sở Giáo dục Đào tạo phân về, và ở các trường sẽ cùng nhau lên kế hoạch và thi đua. Các con thấy đó là bệnh viện 175 gần gũi với quận của mình, phải không nào? Đây là cũng bệnh viện rất là lâu đời của thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện có nhiều bác sĩ giỏi và chữa rất là hay. Đây là bệnh viện của quân đội, các chú bộ đội đã học tập và trở thành bác sĩ và chữa bệnh rất là giỏi ở quận nhà của chúng ta. Con thấy đó, bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh viện Nhi đồng 2. Sao gọi là bệnh viện Nhi đồng? Để chữa bệnh cho các em thiếu nhi, các em nhi đồng.
bệnh viện nhi đồng 2 là chữa bệnh cho các em lớn từ 7-8 tuổi trở lên, còn bệnh viện nhi đồng 1 thì dành cho những em sơ sinh hay gọi đến mẫu giáo. Các bác sĩ phân ra để chữa cho nó dễ và nắm được cái bệnh tình của các em. Đó nào, đây là cũng bệnh viện lâu đời và ở trung tâm thành phố của chúng ta. À, con tiếp là con cũng thấy trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố vừa rồi chúng ta xem, đó là về trụ sở cơ quan hành chính, chợ đầu mối Hóc Môn. À, đó chính là cơ quan văn hóa, và đây là chợ phân về các thực phẩm, các loại các nguồn thực phẩm thức ăn về các chợ ở trong quận, cung cấp nhiều thực phẩm về các quận. Hôm nay con tiếp tục là viện bảo tàng, đây cũng là trung tâm văn hóa để trưng bày những kỷ vật di tích lịch sử chúng ta đến để học tập. Và tiếp là trường đại học sư phạm cũng ở trung tâm thành phố. Khi các con học ở trường tiểu học, sau các con sẽ lớn lên học trường cấp 2, cấp 3 và các con vào trường đại học, thì các con có thể học ở nhiều trường đại học, ở trường đại học sư phạm là để đào tạo về các thầy cô giáo. Tùy thích các con sẽ vào ngành nào ở trường đại học của mình. Ở trường đại học thành phố thì có rất nhiều ngành nghề, lớn lên các con sẽ chọn hát. À, đó là trụ sở công an nhân dân thành phố, đây là nơi các chú công an làm việc để điều khiển đi mọi hoạt động an ninh của thành phố, giúp cho thành phố an vui, nhân dân được sống hạnh phúc bình yên. Đây là một đây cũng là một công trình mà được mới mới bắt đầu xây lại con, cùng nhìn hiện đại phải không nào con, ở trung tâm thành phố của mình mới sửa chữa và xây dựng lại rất là đẹp. À, con thấy cũng là một công trình mới, đó là tại phát thanh truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Đài phát thanh là ở trung tâm thành phố là cơ quan gì nào con? À, cơ quan văn hóa, đúng rồi, giúp cho người dân hiểu được những thông tin, những phát thanh truyền hình hay là để giải trí, giúp cho người dân xem những bộ phim hoạt hình hoặc là những tư liệu hôm nào. Đây là một công trình cũng mới vừa làm ít năm phải không nào, con thấy mới là cũng rất là đẹp phải không? À, tiếp theo là trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng, cũng ở thành phố Hồ Chí Minh của mình, nằm ở quận nhất. Con thấy công trình rất là hiện đại phải không? À, cửa của trung tâm thì có treo những cờ của các nước quốc tế, ví dụ như là nước Lào, nước Campuchia, nước Hàn Quốc, Trung Quốc phải không nào? Đi theo có treo cờ nhật của các nước. À, vì chúng ta giao lưu thi đấu với những các nước ở trên thế giới, cho nên chúng ta sẽ treo cờ mừng và giao lưu học tập những môn thể dục thể thao thi đấu để tranh giải cùng với các nước. Ngoài ra ở trong các quận chúng ta cũng có thể đến để thi đua giữa các quận với nhau về phong trào như là múa hát văn nghệ hay là về giải múa nhịp điệu hàng năm hè, hoặc là những tiết mục văn nghệ lớn của thành phố để mừng ngày các ngày lễ. À, tiếp theo con thấy hình ảnh rất là gì, cổ kính ta hôm nào.
đó là chính là chợ Bến Thành. Đây là cái hình ảnh lâu năm là di tích lịch sử của thành phố mình. Như vậy khi mà con giới thiệu với mọi người về thành phố mình thì con nhớ đó là danh lam thắng cảnh đẹp của thành phố mình đó chính là chợ Bến Thành. Đây là chợ có bốn cửa rất là lớn và người dân mua bán tấp nập nhộn nhịp hàng ngày ở trong chợ rất là vui. Tiếp theo hình ảnh cũng là di tích lịch sử của thành phố mình đó là nhà thờ Đức Bà cũng được xây dựng lâu năm. Tôi có thể giới thiệu cảnh đẹp của thành phố Hồ Chí Minh mình đó là nhà thờ Đức Bà. Đây là nhà thờ xây dựng được nhiều năm từ thời Pháp. À, hôm nào hình ảnh nhà thờ rất là đẹp. Nhà thờ ở giữa trung tâm thành phố và con thấy nhiều người trên thế giới đến tham quan và họ hay đến chợ Bến Thành là tham quan nhà thờ Đức Bà để họ chụp hình lưu niệm. Và con thấy hình ảnh mới rất là đẹp lộng lẫy phải không? Đó là hình ảnh hiện đại của thành phố mình vừa mới xây dựng cách đây vài năm, đó là cầu hầm Thủ Thiêm. Con thấy cái hầm rất là to lớn, xe đi lại rất là rộng rãi, và bên trên thì có người dân đi bộ hoặc là xe máy, còn ở dưới đường hầm thì cũng có thể xe máy đi lại để tránh kẹt xe. Đó là công trình hiện đại của nước ta vài năm gần đây. Tiếp theo, con thấy đó là tòa nhà cao tầng phải không nào? Tòa nhà 81 tầng ở trên sông Bạch Đằng. Bây giờ con thấy còn ngoài ra còn có nhiều tòa nhà khác. Đây là nhiều tòa nhà cao tầng hiện đại của thành phố của chúng ta được xây dựng vài năm gần đây. Như vậy, sau khi tìm hiểu bài học về thành phố Hồ Chí Minh thì ở mỗi tỉnh thành phố đều có các cơ quan hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế để điều hành công việc, phục vụ đời sống và sức khỏe của nhân dân. Ngoài ra, thành phố tỉnh còn có nhiều khu di tích hoặc là có công trình hiện đại làm rực rỡ, nổi bật thêm nét đẹp của thành phố, của tỉnh mình. Như vừa rồi con thấy đó là có thêm nét đẹp đó là cầu hầm Thủ Thiêm và tòa nhà cao tầng, nhiều tòa nhà cao tầng và nhiều cầu vượt được xây dựng phải không nào? Như vậy sau khi học bài này xong con thấy thêm yêu thành phố mình không? Thế mình yêu thành phố mình thì con sẽ làm gì? Đúng rồi, con phải đầu tiên con phải giữ sạch đường phố sạch đẹp để thành phố mình luôn là một thành phố văn minh hiện đại. Tiếp tục con sẽ cố gắng học để mai sau lớn lên con có công việc làm, con vào những nhà máy xí nghiệp và có thể là con sẽ xây dựng thêm những công trình cho thành phố thêm hiện đại, có nào thêm rực rỡ. Đấy chính là tình yêu thành phố của mình. Các bạn nhớ thực hiện cho tốt nhé. Bài học đến đây cũng đã hết rồi. Các bạn cố gắng về nhà nè, ôn lại bài nè, thực hiện bài mình đã học nè, giữ thành phố mình sạch đẹp nè, bằng cách là ở trường học thì con sẽ làm vệ sinh trường lớp, ở đường phố của mình, ở nơi mình ở thì các con sẽ giữ sạch đường phố, không cho chó hay là những con vật đi bậy ra đường phố, không vứt rác xả rác đường phố, giữ sạch môi trường nè, trồng nhiều cây xanh nè. Rồi mai mốt con sẽ cố gắng học, bây giờ cố gắng học để mai sau tương lai mình là những chủ nhân mình xây dựng đất nước thành phố mình thêm giàu đẹp. Và các bạn sẽ chuẩn bị bài mới cho cô là bài các hoạt động thông tin liên lạc nói về bưu điện ha. Các bạn sẽ đọc những câu hỏi để các bạn tìm hiểu bài trước để
tiết học sau các bạn sẽ hiểu bài hơn. Đến đây cũng đã hết. Cô chúc các bạn chăm ngoan học giỏi. Cô chào tạm biệt các bạn nhé.